Kính thưa quý vị, ông bà ta thường nói là cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng có đôi khi cái đẹp nó đè bẹp cái nết. Một người phụ nữ đẹp toàn diện, đẹp từ trong ra ngoài, nét đẹp bên ngoài chúng ta nhìn thấy được, và nét đẹp bên trong, cần phải nhìn thấy được nét đẹp bên trong mới biết được có đẹp toàn diện hay không. Kính thưa quý vị, muốn nhìn thấy được nét đẹp bên trong phải làm sao? Chúng ta phải tổ chức những cuộc thi Hoa hậu. Thì ngay tại chỗ này, ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc thi Hoa hậu chuồng gà. Xin dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón thí sinh đầu tiên trong cuộc thi Hoa hậu ngày hôm nay. Cô Hoa Một Mạc, thí sinh mang số 00. Đây, cô Hoa Một Mạc bước ra sân khấu. Ủa em làm gì vậy? Em hôn khán giả. Trời, hôn gì kỳ cục vậy? Hôn lấy lòng. Tại vì cô bác anh chị, cô bác ngồi gần đây thì còn chụp được. Ở phía sau người ta chụp không được, cho nên em dò thành nguyên cục, em liền cho người ta chụp. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng bà thi cho bóng chuyền chứ. Đâu có đâu, cái đó hôn lấy lòng mà chẳng dẫn vậy. Em còn chào lấy lòng nữa nghe. Soạn câu chào lấy lòng quý vị, chút xíu quý vị sẽ đưa em thành hoa hậu ra. Nghe cái được không? Dạ, em xin kính chào toàn thể các anh các chị. Chào quý vị từ thành thị đến công ty, chào từ công ty chạy qua từng đợt. Xin đừng được để tôi chào, đừng chào. Tao nói mình định muốn chào cho xin, phải chào toàn bộ khán giả đang coi ngày hôm nay. Chào nhanh quá, em chào lẹ quá. Có bao giờ em bị nuốt lưỡi không? Có chứ, nuốt hoài xong nhả lại lấy keo dán sắt dán lại để chữa lộn với anh. Trời ơi, con này nó phải người, nó là quỷ đó. Còn anh là quỷ đội lớp người. Trời ơi, nó lẽ không nghe nữa hả? Không lẽ điếc, đứng sát bên không lẽ điếc. Quên. Nè, cái này anh hỏi nhỏ em nha không? Dạ. Lúc đăng ký dự thi Hoa hậu á, dạ, số thứ tự của em là 11. Dạ. Tự nhiên sau nãy nói, anh MC ơi làm ơn giới thiệu số 00. Dạ, 00 cho nó ấn tượng. Không không tròn do có gì đâu ấn tượng. Giỡn hoài anh, ở đời cái gì mà tròn tròn mà do được là ấn tượng à anh. Là sao? Tin mày đưa cái đầu tròn quắt vô đây tao do hồi trọc lóc coi ấn tượng không. Trời ơi, vô duyên à. Nghe anh hỏi nè. Dạ. Tại sao lấy tên là Hoa Một Mạc? Dạ, Hoa Một Mạc là sao? Hoa Một Mạc em giống như lời hoa dễ thương, em hiền dịu mong manh dễ dở, em thùy mị đoan trang công dung ngôn hạnh. Em bước ra khán giả dành cho em những tràng pháo tay, chứ đâu có gì đâu có chửi cha mắng mẹ đào mồ cốt mã anh lên đâu mà không lấy được Hoa Một Mạc, đồ sở khanh lu manh lường gạt. Trời ơi. Trời ơi, con nhỏ này chắc làm nghề bắn cá quá. Trời ơi em ơi, khổ quá em ơi. Gì? Người đẹp ra sân khấu thi Hoa hậu là phải yếu điệu thục nữ. Chứ không có đứng giữa sân khấu mà la lối chửi bới em sợ gì xin được. Xin lỗi. Yếu điệu thục nữ cái không? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời! Nhìn bá y chứ con lăn quăng vậy đó. Bây giờ em nghe anh hỏi nè. Dạ. Lý do tại sao tham dự cuộc thi Hoa hậu này? Dạ, có lời đồn của những người chung quanh em. Người ta đồn sao? Dạ, má em nói em đẹp, ba em nói em xinh, cả dòng họ châu đầu chùm mỏ từ sáng tới chiều nhiều chuyện đều nói em đẹp, em xinh, cho nên em quyết định em thi vì thấy mình quá xinh. Chính như sự tự tin của gia đình đã thúc giục em tham dự cuộc thi Hoa hậu này. Cái gia đình em khùng mà. Ê, đừng có nói. Thì thiệt mà nguyên đám ở trong hết trơn á. Giấu vô. Hả? Giấu vô. Giấu vô. Làm lấy. Thôi. Gì vậy? Mặc đồ đẹp mà đứng cái tướng gì kỳ vậy? Anh đứng mới dặn nhấp ra, anh đứng anh chỉ người ta cho đã đợi anh lấy cái đó anh chọt anh giao. Ý anh nói là em bí mật, biết không? Thì phải nói đi, ai biểu hành động tôi đâu có hiểu. Kính thưa quý vị, và dạ, bây giờ là phần lý lịch của thí sinh. Dạ. Em hãy cho quý vị khán giả biết dạ, nhà em ở đâu? Em ở Nội Thành. Nghề nghiệp của em là gì? Nữ sinh nội trú. Ước mơ tương lai của em là gì? Nữ hoàng nội y. Hả? Trời ơi, nữ hoàng nội y thân hình người ta hấp dẫn lắm, bà đâu có hấp đâu, bà đòi là làm nữ hoàng nội y. Nhìn sao vậy ông hấp ngon, đưa cái đầu cho tôi luộc chín mày luôn á chứ không hấp. Biết dáng em nhìn nhiều người coi như chảy nước miếng không? Trời ơi. Biết cái dáng của em người ta nói sao không? Ta nói sao? Trời ơi, nhìn cái dáng nhỏ này giống như nhà trong hẻm, tự nhiên phóng lộ loài ra mặt tiền mà phía sau còn được đền bù. Nghe anh hỏi nè. Dạ. Có nhiều người tham dự những cuộc thi Hoa hậu. Dạ. Họ thường nói khi em trở thành Hoa hậu em sẽ hiến dâng cái này, em sẽ đóng góp cái kia. Dạ. Riêng phần em, dạ, nếu như em trở thành Hoa hậu ngày hôm nay, dạ, em sẽ làm gì? Em hiến cái quý nhất của đời con gái. Đó là cái gì? Nội tạng. Hả? Trời ơi, nội tạng bèo nhè thúi quắc dân hiến làm gì? Sao biết nó thúi? Anh có chui vô đen nở ngày nào biết nó thúi? Nhưng mà đồ lòng để lâu ngày phải hôi thúi thôi. Tạc dầu thơm. Trời ơi, ôi bà gan ghê vậy đó. Em ghét nhất điều gì? Ghét nhất làm nội trợ. Là một người phụ nữ còn phải biết nội trợ. Tại sao em lại ghét nội trợ? Không dám đâu, phụ nữ ngày xưa mới nội trợ, phụ nữ bây giờ không có ai nội trợ, phụ nữ bây giờ phải đi vòng vòng chơi vậy thôi, mình nội trợ riết mấy chả leo lên đầu mình ngồi, bây giờ chị em mình phải dùng lên đi, mình phải là nội tướng. Là sao? Là đứng chỉ tay năm ngón chỉ với thằng chồng nó làm, nó không làm đá để dằn gì ba má nữa. Em cho quý vị khán giả biết mẫu người chồng lý tưởng của em như thế nào. Chắc chắn không phải là nội địa. À, em không thích chồng nội. À, có nghĩa là em thích chồng ngoại. Đúng rồi. Và giữa chồng nội và chồng ngoại khác dạ, nhau cái gì? Dạ khác cho anh, có những cái nội không có mà ngoại có. Thí dụ như là thằng ngoại nó dạm dở về ngoại hình và nó có một số phụ tùng ngoại cỡ. Anh chưa thấy phụ tùng của nó cục nào cục đấy bự chà bá lửa như vậy. Nó mà đập đầu anh là chẹp tép như con tép. Cục gì? Cục tạ. Cục tạ dữ dằn lắm. Em nói cục tạ.
Nó còn gì khác không? Và nhất là trong ngoại nó xài ngoại tệ. Ngoại tệ là gì? Vàng với đô la. Em thích vàng với đô la hả? Anh thích không? Thích. Vậy hỏi chi thằng điên. Nhiều khi MC cũng bị vô duyên ấy, mà không phải vô duyên bình thường, vô duyên thúi luôn á. Giờ mới biết à. Phần thi thứ hai. Dạ. Phần thi thứ hai là phần thi kiến thức. Dạ. Bây giờ em biết chuyện Kiều đúng không? Biết. Có thể tóm tắt sơ lược chuyện Kiều cho mọi người được biết không? Tóm cổ anh em còn tóm được, đừng nói tóm tắt. Hay. Tóm cổ làm gì, tóm tắt. Tóm tắt là tóm gọn, tóm đầu, tóm đuôi, tóm làm sao mà người ta hiểu nguyên câu chuyện 300-400 tập mà mình tóm khoảng 3-4 câu thôi đúng không? Đúng rồi. Rồi, sau đây em xin tóm 4 câu thôi, với cái trình độ văn học ở trong con người của em. Em tóm 4 câu mà quý vị sẽ hiểu hết nguyên truyện Kiều 300-400 tập mà không cần đọc, không cần coi và sẽ biết được đời Thí Kiều đi đâu và về đâu. Hai, ba. Đau lòng hai à tô ngà Thí Kiều là chị em là thế dân làng thu thể nét sân xanh mọi người mọi vẻ mời phân vàng mời 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 cô cô nào 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 đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Chờ chút xíu nuốt luôn cái micro, hổng thà la quá hết hồn. À, khùng hả? Kêu tóm tắt chuyện Kiều tự nhiên em đang tụng kinh. Bởi vì hỏi mà không có suy nghĩ. Tôi hỏi ông cuối cùng đời bà Thí Kiều bà đi đâu? Đi tu. Đi tu không tụng kinh sẽ biết bà đang ở trong chùa. Trời ơi. Bà đang tóm tắt, tóm đầu, tóm đuôi, tóm có ba bốn câu với tóm vậy cho người ta mới biết bà đi đâu và về đâu. Hồi nãy cô giới thiệu rồi. Hay quá em ơi, em sao không hay, ai ta cũng khôn hết á. Ừ. Chỉ có anh là ngu thôi. Không có chửi tôi ngu nghe không? Bây giờ phần thi quyết định trong cuộc thi nè. Dạ. Bây giờ em có năng khiếu gì? Em nhiều năng khiếu lắm. Em đi thi, em đợt tiếng hát con chim vàng VTV. Hả? Chim vàng VTV là cái gì? Nghe nói tiếng hát chim vàng anh, tiếng hát chim vàng khuyên làm gì có tiếng hát chim vàng VTV. Bởi vì nói không biết, vàng anh là khi tôi hát ở bên anh. À. Tôi đang hát cho VTV, tôi là con chim vàng VTV. À. Bây giờ thi thể loại gì đây? Em thi tầm lum, em hát không phải như ca sĩ mà chuẩn bị trước. Hay không? Em hát là có cái gì xảy ra tại chỗ là em đặt, em sáng tác, em hát liền. Trời ơi, hát hay mang tính thời sự. Thí dụ như vòng vòng đây có gì em móc ra em hát. Trời quá hay. Bên phải em có gì em móc ra bên hát. Quá giỏi. Bên trái có anh em bóc ra em hát. Hay. Thấy gì hát đó, bà kiếm gì bà hát. Rồi. Hai ba. Trời ơi. Hay quá. Ta giết cái đi, giết tình, giết nghĩa. Ngược ta... nghèo. Mày bị ghẻ ngứa rồi. Anh phê. Phê kì. Ta phê trên mặt đi nhưng phê dưới giò. Phê ngược. Há à, vậy là đẻ ngược. Đúng rồi. Hèn chi cái mặt nó giống ở dưới, giống ở trên. Hey. Giống ở dưới giống cái gì, giống cái gì, giống cái gì, giống cái gì ở dưới. Giống cái giò. Ông đang phê cái giò thì ông giống cái giò ở dưới, giống cái giống gì. À, cái mặt giống cái giò. Cái gì không có chọt chọt vô à. Cứ chọt là thua, chọt là thua mà cứ chọt. Tiếp nè. Vô. Trời ơi, ta giết cãi đi, giết tình, giết nghe. Oh yeah. Nghe cái đầu anh chứ yeah. Cái gì vậy? Ta đang hát, tôi chưa hát tân cổ, ông nghe vô chí. Anh đệm cho em hát tân cổ giao duyên. Tôi không có mượn cái nào ra cái đó chứ không có điểm. Không mượn thì thôi. Làm như đẹp trai à. Đẹp chứ. Mặt như ve chó. Chê bài nha. Là nó cứ chọt vô là tôi chửi, chọt vô là tôi chửi vậy thôi. Ráng kìm ra chế đi, nghe tiếp nè. Ừ. Ta giết cãi đi, giết tình, giết nghe. Biết rồi. Hay ta giết thằng đứng kế bên ta cho thỏa mãn cơn ghiền. Ủa đứng gần cái này mới giết mình không trời. Không chừng cái con này nó trời ơi chút xíu là bóp cổ được rồi. Hát có cái gì diễn cái đó chút xíu chết cho tôi rồi. Trời ơi ông Lanh Long quay ngang là ông Lanh lắm rồi đó. Không cho em hát đơn ca nữa. À. Bây giờ ban tổ chức bắt buộc em phải hát song ca. À. Em phải hát song ca với một chàng trai cao to và đẹp trai. Ai? Anh. Anh cao ghê á. Ừ. Cao hơn cây đàn cày. Dạ chê phải không? Chứ gì nữa. Tôi không hát với cô nữa, tôi xuống dưới chấm điểm. Ừ. Tôi cho một người của ban tổ chức ra hát song ca với cô. À. Thần đồng ca nhạc 7 tuổi sẽ hát song ca với thí sinh. Trời ơi, 7 tuổi ra với thí sinh. Ủa cái này hay à, hấp dẫn à. Dẫn à. Con ơi ra sân khấu hát con ơi. Thằng nào? Dạ thôi. Thằng đồng bè tuổi không ra đâu. Sao vậy? Chú có kẹo không? Khỏi cần kẹo, ra hát đi, chút nữa về chú cho mày bú. Sữa đã chú cho bú. Ta xin ta mua sữa tiệt trùng cho mày bú được không? Dạ chú hứa hả nha. Nít gì đâu mà giống ốc o như quỷ. Nói chuyện nhức đầu chết luôn. Chẳng thì ớn chưa. Ừ. Hát mà. Dạ sữa đâu? Gì vậy? Mày nhiêu tuổi? 7 tuổi. Ta tưởng mày 70 tuổi chứ. Mặt dài như trái càng rồi bú sữa nữa. Vô trong đi, hát đi rồi về tao cho bú. Trời ơi ông ăn cái gì 7 tuổi mà ông bự ông cao dữ vậy ông ngoại. Chắc nó bú sữa dồi á em. Đây có đứa hút nguyên con đà điểu. Chào ta đi kìa. Dạ.
của tên Trần Hoàng của Tèo. Xin chào khán giả thân thương ạ. Tên rất là ấn tượng. Họ Trần lót chữ Hoàng tên Cu Tèo. Dạ. Dạ cái gì mà dạ? Dạ. Mày to con bự con gì mà tên Cu Tèo? Ừ. Mày có nước tên Cu To thì có. Trời ơi. Con đứt lừa lọc mà là chú ghét lắm nha. Đúng rồi. Cái chú này nói đúng, không có cái gì, đừng có nghĩ cái gì mà quá đáng, đừng có nghĩ bậy bạ, nó không có gì. Ở dưới quê là ta vậy, đặt tên xấu để mình dễ nuôi con thôi, tên còn xấu xa hơn nữa, Cu Tèo, Cu Đất, Cu Lửa, Cu Đen, Cu Trắng, cái gì đó đặt cho dễ nuôi thôi. Kính thưa quý vị, và phần thi quyết định trong cuộc thi Hoa hậu ngày hôm nay là phần thi tài năng. Dạ. Trân trọng kính mời tất cả quý vị thưởng thức phần trình diễn của con nhỏ này và thằng quỷ dịch này. Chào mẹ, để giới thiệu trả thù. Với bài hát mà từ đây nghe trước biết sau, xin bà con cô bác vỗ tay thiệt lớn để thí sinh có tinh thần nữa. Một tràng vỗ tay thưa quý vị. Chú ơi, ca gì chú? Nhạc lên mày hát đi. Chú ơi. Lan. Lan gì trời, tôi tên Oanh mà Lan gì ông? Em tên Nguyễn Thị Lan mà. Trời ơi, con tên Nguyễn Thị Oanh ông ơi. Lan. Trời, không lẽ đẹp trai Lan em mà khùng sớm như vậy. Từng bước đi tìm Lan của ơi, nào ngờ gặp Lan chốn đâu sông. Cánh hoa tan nát vì dòng tố, sẽ tan qua sầu thương đôi chỉ lời nhớ. Trời đã cho tình chia lứa đôi, kiếp chi đôi lứa mộng. Sông Huế còn đâu nữa, cánh làng này là tan, khóc cho đời mẹ ba. Lan ơi, đẹp tìm đến Lan để nói lên những lời hối hận nói bự vậy. Mà đẹp đã dâm ân quên tình bối nghĩa, làm khổ chú Lan phải khoác áo đau sòng. Trời ơi, áo vậy mà nó tưởng tượng áo nâu sòng. Nhìn Lan quý mà anh tan nát trong lòng. Kệ anh. Trời ơi, giây phút men say cả đời ân hận, làm tan chung tình tan nát đời quá. Ngõ xóm chung chiều trong lại xa xa, hàng đẹp chén sông cũng u sầu soi mặt nước. Con đường làng giờ cũng buồn yêu, vì vắng bóng Lan không về quê. Chuyện tình này đau khổ quá. Lan ơi về đi Lan. Sao dám về? Sao vậy Lan? Mỗi lần về đè mượn tiền của ai dám về? Anh nghĩ đè mượn tiền rồi. Chứ chuyện này đè làm gì? Đè xin vàng thôi. Trời ơi. Tôi sợ ông quá. Tôi gặp ông á là tôi chỉ biết chắp tay nâu dòng cửa vợ, là để quên đi bao khổ hận trong lòng. Để cho người con yêu hạnh phúc bên người, con chắp tay xin Phật trời phù hộ cho những cuộc đời đừng đau khổ. Ai đừng nhắc lại chuyện ngày xưa, chuyện của Lan hay chung vùi sâu thầm. Đêm hãy về đi, đêm vui cùng hạnh phúc. Ở nơi này chỉ có tiếng mõ hồi chung. Lan, em nỡ lòng nào đuổi anh sao Lan? Ủa? Trời, hãy nữa hả Lan? Lan khác xưa quá rồi. Lan ơi! Lan! Bao tình yêu xưa nay vùi chung, nơi bên sông xưa Lan đã hứa.
Nhảy kiểu gì vậy Lan? Con con Lan. Trời trời ơi, đang thi mà ông nội đâu vậy? Đứa nào mới bị thọc huyết vậy? Đừng có ai bị thọc huyết đâu. Ta mới nghe la thảm thiết giống như bị đâm mà đâm sâu kín lắm, la không nổi luôn á. Nghe thí sinh hát tự nhiên kinh nhớ ngoại anh quá. Ngoại mày mê giùm cổ. Kính thưa quý vị, qua phần thi tài năng của thí sinh, ban tổ chức quyết định trao giải hoa hậu tối đêm nay. Xin dành một tràng pháo tay để chào đón hoa hậu Hoa Mộc Ngạc. Hậu. Cái chân té bà nội. Dạ chú ơi, còn em chị? Em đứng yên đó đi, có nhiệm vụ. Dạ. Kính thưa quý vị, và phần thưởng hoa hậu nhận được ngày hôm nay sẽ là một mũi thuốc an thần. Từ nhưng là đậu hoa hậu đoạt giải, không có tiền, không có bạc mà tự nhiên lấy thuốc an thần. Em nói với tôi bác sĩ em hết bệnh tâm thần rồi, cho em về với chồng với con em đi. Tôi không biết hết bệnh hay chưa, đem ra đây thử. Ai về em ra sân khấu chửi bậy em bệnh nặng hơn trước nữa. Thôi đâu có bệnh đâu, đâu có gì bệnh đâu. Trời ơi, mặc gì bệnh gì đâu. Nếu mà nhà không đầu, cho vô đi, mặc áo tắm hai mảnh. Không được. Một mảnh. Không được. Nghỉ mặt luôn. Ủa chết, nghe là bác sĩ về chích thuốc. Cái gì đâu chứ thuốc ai chứ thuốc có bệnh gì rồi chứ thuốc cha nóng chết là bàn chết má chết nội chết cứu chết gia đình nên dòng họ lo chết đi sớm làm chết cháu chết đi. Tao nhảy rồi tao mệt á. Sao mệt, anh biết anh nhảy kiểu này anh giống ai không? Giống ai? Giống con cá cha đớp mồi á. Ê bác sĩ đưa nó vô chích thuốc đi bác sĩ. Nhỏ này đứng đây nó bậy nó bạ tùm lum mà. Nó khùng á, em có khùng gì chứ, nó khùng á. Bây giờ trong hai người đây trước đây đưa nhỏ này. Nó đó, nó khùng hơn em không có khùng, em rất bình tĩnh. Thôi bây giờ đưa người này trước. Ừ. Đưa em gái xinh đẹp này sao? Trời ơi. Trời ơi, tôi về mà em gái. Trời ơi, bác sĩ mà không biết được tôi là trai hay gái, bác sĩ điên luôn rồi. Bực bội ghê vậy đó. Vậy Mạnh ơi, đi vô chích thuốc đi. Thôi, đi vô Mạnh ơi. Trời ơi, bệnh gì ai mà dám. Ê, bác sĩ, trời ơi, đưa bệnh nhân vô chích thuốc giống như đi dìm lòng heo vậy đó. Tôi nghi lắm nha, nghi cha bác sĩ này có vấn đề lắm á. Cắt tóc hết rồi. Ủa, hai đứa vô chổng ăn gì vậy? Ăn gì, cạp đầu nó chứ ăn gì. Ủa chi vậy? Cho chạy nọc cho khùng chung đây, ai biểu ấm thì vô chích thuốc. Ủa bộ hai đứa bị khùng hả? Mày ở chung tao chắc mày tỉnh à. Ôi, bây giờ ba mình vô chích thuốc đi mày. Giờ cái mặt nó vậy đó chứ ngày nó mùi mũi, nó mà không chích điệu à là nó đè tao nó xé đồ á. Đúng rồi, tao là lớp trưởng chứ bộ à. Thủ lĩnh trong đây á, ở lâu nhất luôn á. Nghiêm. Chặt. Phải đi chào khán giả xong rồi vô chích thuốc nha.